có phải chánh mạng không làm nghề này thì có tạo nghiệp gì cho về sau ờ, thưa quý vị đó. vào thời của phật thì cũng có cái những cái trường hợp là ăn bánh trả tiền nó có một cái điều lý thú như thế này ờ, đó là một cô một vị nữ thánh cư sĩ khi mà xuất giá đến nhà chồng ấy, thì gia đình chồng ờ, thứ nhất là ngoại đạo thứ hai ấy, là anh chồng ảnh ờ, quá mê luyến ờ, cô vợ đi cho nên ấy, là à, không thể nào có thời gian để mà bà cúng dường cho tam bảo cho đức phật đấy cho nên ấy, cô nữ thánh cư sĩ này ấy, mới gửi cái lá thơ về cho ông cha à, cha đẻ đấy, nói là cha có ghét bỏ con đấy, thì cha cứ đánh đập con, cha cứ giết con. chứ còn tại sao cha lại đi gả cho con vào một cái gia đình uh, ngoại đạo để rồi đó, con không có thời gian, uh, con đi chùa, con gặp Đức Phật, con lễ bái, con cúng dường thì người cha cũng là một thánh cư sĩ thánh sơ quả tu đào quần mới gửi cho đứa con của mình đi 10.000 đồng tiền vàng để mà cô con ấy làm thuê thuê một cái người kỹ nữ đẹp nhất ở cái thành đó một ngày á là một ngàn đồng tiền vàng thuê cổ à, thuê cổ thay à, thay mình ấy, à, thực hiện cái bộ, cái bổn phận người vợ để cho cô này có thời gian để cúng dường Tam bảo anh chồng thì đương nhiên là anh không có lý do gì anh từ chối cái chuyện này có đề cập trong kinh pháp cú ấy. đấy chú giải kinh pháp cú anh chồng anh không có lý do gì từ chối đương nhiên anh vui vẻ nhận 10 ngày có một uh, người mới uh, thay bà vợ của mình và đương nhiên là uh, cô nữ thánh cư sĩ dùng 10 ngày đó để chuẩn bị thực phẩm cài tăng để cúng dường đến đức phật từ cái chuyện đó quý vị thấy là cái vấn đề này uh, nó uh, nó không phải là đối với hàng cư sĩ đối với hàng cư sĩ thì nó không phải là cái chuyện cấm đoán nó không phải là chuyện cấm đoán à, cho nên á nhưng mà khi mà sư nói như vậy với vai trò một vị thị kheo thì không có nghĩa là sư không thể là sư khuyến khích quý vị được bởi vì có những chuyện đối với hàng cư sĩ đó, đức phật không có cấm chỉ đơn giản bởi vì ham chơi quen rồi cư sĩ ham chơi quen rồi mà bây giờ cấm thì làm không được mà nói quá thì có khi là nó bỏ đạo luôn bây giờ đó thử mà sư nói với quý vị đó. À, là cái chuyện mà đụng chạm với người nữ nam nữ yêu thương nhau đó, là quý vị không có tránh được cái, cái cửa địa ngục đâu Thế nào cũng có một đống người là dãy nảy lên à, Mà nếu như mà sư Mà cứ liên tục sư cứ nói nhắc đi nhắc lại Nhắc đi nhắc lại chuyện này chắc cũng như bỏ đạo luôn Đấy Rồi nếu mà sư nói Trai à, gái yêu thương nhau mà đụng chạm à, Cơ thể với nhau á, Là không có tránh được địa ngục đâu Thì thế nào cũng có một đống người Là dãy nảy lên à, à, Đấy Cái vấn đề nằm ở chỗ đó Cho nên là hàng cư sĩ Cái đời sống ly dục khó ghê, trừ khi là một vị thánh uh, uh, Ananham uh, cư sĩ phải mới ly dục được. Còn cứ là cư sĩ thì cái chuyện uh, nam nữ họ tránh không được. Chính bởi vì như vậy Đức Phật chỉ đơn giản là nhắc nhở cái sự nguy hại, uh, cái sự nguy hại uh, khi mà hưởng thụ các cái dục lạc. Nhắc nhở quý vị như vậy chứ không thể nào khuyến khích được, uh, không thể nào khuyến khích. À, còn phạm giới tà dâm thì chắc chắn là không phạm giới tà dâm ừ. nhưng mà không khuyến khích được chỉ bởi vì khuyến khích cũng bằng thừa à, à, có cấm cũng bằng thừa thôi à, có cấm cũng không cũng không có cản được Đấy.